Cuộc chiến mẹ ghẻ con chồng. Hôm nay vì con hồ ly tinh này mà ba đánh con. Tuấn Tuấn, trời mình à, anh mau đuổi theo con đi. Để cho nó bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Tuấn Tuấn à, mày thật sự không muốn về nhà sao? Về làm gì? Để ăn thêm bạc tay đó hả? Thật ra chuyện này tao thấy một phần cũng là lỗi của mày đó. Cả nhà đang vui vẻ, tự nhiên mày chen vô, nói mấy câu mắc họng người ta không à. Làm gì ba mày không tức chết mới lạ đó. Tao biết tao như vậy là không có tốt, nhưng mà ngày hôm nay là ngày giỗ của mẹ tao mà. Nhìn thấy khung cảnh như vậy, trong lòng tao rất là khó chịu, cho nên không kiềm chế được bản thân. Mà bà mẹ kế của mày cũng kỳ, ngày nào thông báo có thai không được, cứ phải chọn hôm nay à. Nhưng mà cũng không trách bà được, lỡ bà không biết thì sao. Còn ba mày, đến ngày giỗ của mẹ mày mà cũng quên nữa. Quên cũng tốt, không biết gỡ sự tình thì cũng bỏ qua đi. Dù sao, chuyện cũng đã qua rồi. Alo, Tuấn à, chị biết con đang ở nhà bành trướng, chị đang ở dưới lầu đợi con nè. Sau khi đánh con, ba con cảm thấy rất là hối hận. Mau về nhà đi con. Tôi có về không thì liên quan đến bà cũng bớt có tài lanh tài lẹt á. Suốt ngày chen vào chuyện người khác làm chi vậy? Chuyện hôm qua đều là tại vì con đừng giận ba con nữa nha. Chị đã hứa với ba con là sẽ đưa con về nhà. Thôi bà mau về đi, lỡ như ảnh hưởng đến đứa con ngàn vàng á, thì cái thân già này của tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nếu như con không về thì dì nhất định sẽ đợi dưới lầu. Ok, tùy bà. Tuấn, mày đi về đi. Tao thấy bà mẹ kế của mày cũng có tâm đó, đích thân tới đây tìm mày luôn. Ê, vẫn chưa đi hả? Bà ấy đợi 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Tuấn Tuấn, trời mưa rồi, mày mau về đi. Đi về thôi. Đúng theo ý nguyện của bà rồi chứ.